đâu. Đây là chủ vườn. Chiếu đẹp. Bình nặng đẹp lắm. Khi bạn được vào tận vườn, bạn được tự tay bẻ những cái chùm nhãn mà mình yêu thích thì đấy mới là một điều tuyệt vời. Cậu bẻ một chùm ăn đi. Cậu bẻ một chùm xem là... ăn được một bẻ. Bẻ phải, bẻ phải, phải ăn hay bẻ không ăn. Ăn đi thì bẻ. Tại là chùm nhãn thôi rồi. Quá đẹp luôn. Đẹp lắm. Nhãn, bưởi, cam, quýt, mít, la. Và cháu ăn những cái chùm này đấy. Phải nói rằng là đấy, đẹp, toàn chùm đẹp. Thứ lắm và vừa nhãn thứ lắm. Giống à? Sai quá. Sai quá xuất. Nhận xuất. Giống. Rất đẹp. Nhận đẹp đấy. Chùm này phải hơn cân này. Bóng vào đây mọi người xem nhé. Đây, cái đẹp. Mưa mưa nó có mưa đúng không? Không bỏ nữa. Ui
10 ngón vuông bằng của bà cái bóc nhãn đúng dần nhãn người ta bóc đẹp tạnh đẹp. Đây là vườn nhãn của nhà ông ngoại nhà mình nhé, ông ở xã Nhật Phương, thành phố Hưng Yên. Đây là vườn nhãn của ông ngoại Ngô Văn Tèo, xã Nhật Phương, thành phố Hưng Yên. Ông có vườn nhãn năm nay cũng được một tháng, gần 1 tấn. Nhãn ông chủ yếu là khách đến nhà mua thôi, chứ không phải mang đi chợ. Toàn không đi chảy, chứ không phải là hàng chợ. Hoặc là bạn bè anh em nào mà có số điện thoại của mình là 0936 806633, mình là hẹn nhé. Còn nhãn này là nhãn của ông ngoại, nhưng mà mình chỉ nhận số điện thoại thôi, là để bán hộ ông thôi. Và nếu như bạn nào mà bẻ nhãn, ăn nhãn và tự tay các bạn lựa chọn thích chùm nào bẻ chùm ấy để ăn, cái cảm giác gọi là vào tận. Nhãn này nhãn thạch nhé. Nó sâu đậm lòng người. Thật ra là